Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Running Man, Trương Thuyết Vinh đăng ảnh dìm hàng Thúy Ngân, có ý gì mà lại chọn ảnh chu môi tạo dáng? Thuyền tình của Trương Thuyết Vinh Thúy Ngân ở Running Man Việt Nam liệu còn ra khơi được hay không? Mới đây, Trương Thuyết Vinh vừa chia sẻ hình ảnh của dàn cast Running Man Việt Nam 2021 chơi là chạy trước khi tập chính phát sóng trên kênh HTV7. Trong ảnh, các thành viên tạo dáng nhắn nhít bất chấp việc xuất hiện trên màn hình không được xinh đẹp, rực rỡ như thường ngày. Bức ảnh Thúy Ngân bị dìm hàng do Trương Thuyết Vinh đăng tải. Netizen đặc biệt chú ý đến kiểu chu môi hài hước từ Thúy Ngân và liên tục gọi tên cô nàng trên bài đăng của Trương Thuyết Vinh. Có khán giả thậm chí còn tăng hẳn tên Thúy Ngân vào bài để nhắc nhở cô xem lại hình ảnh của chính mình. Nhiều khán giả khác thì trách hờn Trương Thuyết Vinh là nỡ lòng nào dìm hàng Thúy Ngân. Ngoài đời thật, Trương Thuyết Vinh Thúy Ngân nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Không ít người cho rằng Thúy Ngân Trương Thuyết Vinh có tình cảm với đối phương nhưng lại ngại công khai với công chúng. Cụ thể, Trương Thuyết Vinh đăng lại tới cuối tuần rồi. Mọi người nghỉ ngơi và đừng quên 20:30 tối Chủ nhật trên kênh HTV7. Gặp lại anh em chơi là chạy nha. Kèm theo đó là những hình ảnh trong chương trình Running Man của các đồng đội. Có cả hình ảnh dìm hàng của Thúy Ngân. Cộng đồng mạng để lại bình luận: bà Ngân cưng chưa kìa, chị bé tôi kìa, anh đang dìm chị Ngân á hả? Chị Ngân kìa ha ha, sao nỡ chụp chị bé như vậy? Bé Ngân làm mặt xấu mà cưng thế. Dù hiện tại Trương Thuyết Vinh lộ nhiều bằng chứng cho thấy có sống chung với hot girl Trâm Anh của The Pay, thì fan Running Man vẫn tích cực đẩy thuyền cho Thúy Ngân và Trương Thuyết Vinh. Netizen mong rằng cặp đôi cao lớn, khỏe mạnh bậc nhất Running Man sẽ có cái kết tốt đẹp. Tập chính của Running Man Việt Nam 2021 chơi là chạy lên sóng vào tối Chủ nhật 14 tháng 11 năm 2021 trên kênh HTV7. Hãy cùng đón xem cùng chúng tôi nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.